chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại. Bản tin bóng đá ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Trực tiếp đội tuyển Indonesia 3-1 DT Campuchia khi giúp Honda bất lực. Trực tiếp Indonesia vs Campuchia trong khuôn khổ vòng bảng AFF Cup 2020. 20:31, hiệp 2 bắt đầu, Campuchia ra bóng. 20:16, 45+1, kết thúc hiệp 1. Indonesia tạm dẫn trước Campuchia với tỷ số 3-1, 22:12. 43, sau khi có bàn rút ngắn tỷ số, Campuchia đã chơi có nét hơn, gây được sức ép đáng kể về phía khung thành của Indonesia. 20:09, 38, sàn ngang. Jair Bule rất hay trong vòng cấm của Campuchia đánh bại thủ môn Fadin, nhưng lại bị sàn ngang từ chối bàn thắng. 20:08, 37, vào. Kèo Sofeng đã phát góc để Duy Safi đánh đầu ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cho Campuchia. Đây là bàn thắng thứ 3 được ghi bằng đầu ở trận đấu này. 20:07, 20:03, 33, vào. Perianto đánh đầu hiểm hóc từ tình huống đá phạt góc của đồng đội nâng tỷ số lên 3-0 cho Indonesia. Đội bóng của huấn luyện viên Shin Tae-yong đang tỏ ra rất hiệu quả ở những tình huống bóng chết. 19:59, 28, không được. Indonesia tổ chức tấn công bên cánh trái, nhưng đội trưởng của Campuchia Sambach Te đã đoán được ý đồ căng ngang của đội bóng xứ vạn đảo để hóa giải thành công. Indonesia liên tục gây sức ép và tung những cú dứt điểm, nhưng họ vẫn chưa có bàn thắng thứ ba. 19:55, 25, Campuchia đẩy đội hình lên cao để tấn công, nhưng việc dâng đội hình lên cao cũng kèm theo rủi ro khi mà các cầu thủ Indonesia có tốc độ, kỹ thuật rất tốt. 19:52, 21, không vào. Qua liền tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, bóng đi rất căng, nhưng lại chệch khung thành của Campuchia trong gang tấc. 19:48, 17, vào. Dimas xử lý bóng khéo léo giữa vòng cây của các hậu vệ Campuchia, sau đó dứt điểm chéo góc hạ gục thủ thành Hun Kim Huy nâng tỷ số lên 2-0. 19:45, 14, nguy hiểm. Đội trưởng của Campuchia, Sambache suýt chút nữa đá phản lưới nhà sau nỗ lực phá bóng từ cú tạt của cầu thủ bên phía Indonesia. 19:44, 13, Indonesia đang kiểm soát bóng vượt trội và dồn ép Campuchia. Những đợt lên bóng đầy tốc độ của đội bóng xứ vạn đảo gây khá nhiều khó khăn cho đối phương. 19:41, 10, sau khi nhận bàn thua, Campuchia đã dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng những đợt lên bóng của đội bóng này bị Indonesia dễ dàng bẻ gãy. 19:35, 6, vào. Irento đánh đầu từ pha đá phạt góc của đồng đội, ghi bàn mở tỷ số cho Indonesia. Ở cú dứt điểm trúng đích đầu tiên thì Indonesia đã có bàn mở tỷ số. 19:34, 5, không có 11 bờ. Baha bị ngã trong vòng cấm địa của Campuchia, nhưng trọng tài xác định không có phạt 11m. Indonesia đang tạo ra sức ép lớn lên phần sân của Campuchia. 19:32, 2, không được. Indonesia tổ chức tấn công bên cánh trái theo hướng tấn công, nhưng Ahan lại bị hậu vệ Campuchia truy cản dẫn đến truyền bóng sai địa chỉ cho đồng đội. 19:30, trận đấu bắt đầu, Indonesia giao bóng. 19:05, 16:42, 16:42, 16:41, 16:40, bình luận viên Việt Anh của VOV nhận định đây là trận đấu mà Indonesia buộc phải thắng. Ở vào bảng đấu có sự góp mặt của Việt Nam và Malaysia, Indonesia muốn đi tiếp thì không được mất điểm trước các đối thủ như Campuchia và Lào. Indonesia có sự chuẩn bị chu đáo cho AFF Cup lần này và vừa có hai trận đấu giao hữu, trong đó họ thắng Myanmar với tỷ số 4-1. Đội bóng này cũng được nghỉ lượt đầu tiên và chắc chắn họ đã theo dõi kỹ càng trận đấu giữa Campuchia và Malaysia. Indonesia cũng vượt trội về thành tích đối đầu khi thắng Campuchia trong cả 5 lần đối đầu và kết quả này khó có thể đảo ngược ở trận đấu hôm nay. 16:39, 16:39, phong độ và đối đầu. Indonesia thắng 3 trên 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường, thắng 3, thua 1. Campuchia chỉ thắng mùng 2 tháng 12 trận gần nhất trên mọi đấu trường, thắng 2, hòa 2, thua 8. Indonesia bất bại trong 16 màn đụng độ Campuchia trước đây trên mọi đấu trường, thắng 15, hòa 1.